kết dính lại gần sau mình mặc ta. Cổ lại nhỏ nữa. À sao thì ra là mình treo lộn. Của mình nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cổ áo nói chung là lạ. Đây, đùa với mấy bạn tí thôi, cái mình kết đó là cổ sao đó, và để được cái cổ như vậy thì cái cổ đó mình qua 7.5 và xuống 16 nha các bạn. Nhưng mà cái ở chân cổ thì mình qua 10.5, nhưng mà xuống 16 đó là mình lưu ý là tại cái chị khách này thích cổ rộng. Nếu như bình thường thì các bạn xuống 14.5 hoặc 15 thôi, còn mình thích rộng thì cứ theo công thức như thế. Và nếu như cái cổ áo này thì tay liền thì mình khuyên là mình khuyên các bạn là đi cái đô cho nó, thay vì cái đô liền bình thường mình lấy 33 thì cái này mình lấy 35 nha các bạn. Nó cho nó dài cái đoạn ở trên đó, nó nhìn nó sẽ bắt mắt, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái cổ qua mình qua chỉ có 7.5 thôi, nhưng mà cái đoạn đó nhìn nó dài, nó sẽ phù hợp với cái cổ này hơn. Và cái gỗ áo này thì mình chia sẻ, mình thấy nó đơn giản quá, mình định không chia sẻ, nhưng mà theo lời yêu cầu của một em bạn ở trên Facebook, tên là Ngô gì mình quên mất tiêu rồi. Rồi cái bên này, cái áo này mình đi bên cong nha các bạn. Cái em ở trên Facebook này về nữa mình sẽ tìm và mình gửi link cho bạn ấy sau. Rồi cái cổ sau mình không chia sẻ, nhưng mà nó là mình ở trước mình qua 7.5 thì sau mình cũng qua 7.5 luôn. Và xuống cổ thì mình xuống 7.5 luôn. Rồi xong các bạn khoét cái cổ rồi mình hạ xuống 15, mình lấy mình làm giọt nước. Những cái cộng viền đó thì mình lấy bề bản nó 3 xăng, và dài thì một cái cộng đó mình xếp đôi nó khoảng 1 mét đó. Mét mình 2 cộng như vậy để mình viền cái cổ và cái vùng nách. Rồi xong cái phần cắt rồi, nó rất là đơn giản phải không các bạn. Và bây giờ thì mình nhấn cái bên cong, cái góc đầu nách đó thì mình nhấn là 8 ly nè. Xong rồi mình đột xéo mỏng ra 8 phần. Bắt đầu mình đột từ 8 phần đó các bạn, mới xuống như cái bên bình thường. Chỉ tiệp màu quá, nếu như mình ấy nhìn các bạn cũng không có thấy rõ. Mình bán chỉ thường hay chọc khách hàng á, may mà lựa tiệp quá không thấy đường tháo. Rồi đó mình lên đó, từ eo đó các bạn lên 9 xăng đến mí nhỏ, rồi bắt đầu mình đi một đoạn tầm cỡ 5 phân, thế bắt đầu mình mới lạng bự ra cái vòng nách đó là 8 ly. Rồi xong cái phần nhấn bên thì mình may ráp hai cái đô thân trước thân sau vô. Hôm nay ghi âm sớm mà cũng không kịp với những anh hàng xóm hát karaoke nữa. Thiệt tình.
Đó, ngang cái đô á, thì mình qua có 7 rưỡi hà, cho nên á, là nó sẽ đưa ra, nó cong ra ngoài. À, đương nhiên thì hai cái đường may ở mép đô, đường cái đường may mép trong đó các bạn, nó sẽ mình ship mình rẽ ra thì nó đương nhiên nó phải lòi ra nhiều. Khi mình đạp dần xong á, thì mình danh cho nó bằng với cái thân của mình, khi mình viền nó sẽ đẹp hơn. Đó, đi hai cái góc cổ vuông ở phía trước đó, thì hai góc vuông đó các bạn nhấp cho nó kế đường chỉ dần của mình, rồi cho nó dư cái cọng dây viền ra khỏi cái mí cổ của mình 1 cm. À, cái đoạn này á, thì mình đã viền cái giọt nước ở phía dưới rồi nha các bạn, vì lý do kỹ thuật nên cái cổ phía dưới mình không có quay cho các bạn xem được. Đó, mình đi cho nó qua khỏi cái đó, vừa quay góc vừa đủ á, thì mình quay ngang qua. Và cái cổ áo này thì mình chỉ căng cái dây viền từ cái mí cổ, cái đoạn dưới chân cổ đó, từ dấu bấm bên đây qua dấu bấm bên kia, những cái đường hai bên thì mình cứ thoải mái à, mình chỉ cầm cái dây cho nó tự nhiên thôi. Đó, dưới ngay cái mí cổ sau, cái cổ sau hai bên mình căng hơi hơi ra. Rồi xong rồi mình đột nha, chặn lại cái tay ở phía sau đó, mình chặn lại và mình đột cái mũi kim nó ở ngoài vào 1 mm, và mình đột chồng lên. Đôi khi á, nếu như vải nó mềm nhiều thì mình đột chặn lại 2 đường, có khi á, tới 3 đường luôn á các bạn. Chủ yếu là cái đường đó để cái cổ của mình nó đẹp, viền nó chắc lọi nha. Ở cái bình thường thì mình hay viền dẹp lắm, nhưng mà cái cổ áo này thì mình phải đi tròn cho nó đẹp, nó có cái độ kìm lại, nó cứng cái cổ, cái vải này nó hơi mềm. Vả lại cái cổ áo này á, thì bắt buộc mình nên đi cò viền tròn, nó sẽ đẹp hơn. Và hai cái góc bấm của mình khi nãy đó, các bạn lật lại bề trái và mình vẽ cho hai cái góc nó chính giữa góc, để khi mình ốp lại rồi thì mình ship mình nhấp góc, nhấn góc lại nó sẽ vuông và nó chính xác hơn. Nó ốp vào á, thì các bạn thấy nó rất là dễ dàng. Clip này đăng lên thế nào cũng bị YouTube quánh bản quyền. Khổ thiệt chứ. Nó còn dư một phần đó các bạn, ốp lại. Nó ốp lại ở ngoài, mình bịt đầu nó lại xong rồi mình ốp xuống sao, nó sẽ tròn cái góc ở ngoài. Đó, cái đường dấu phấn khi nãy đó các bạn, ngay góc đó mình xếp lại cho nó chính xác. Đem thôi cái góc vuông ở dưới bên đây thì nó cao, vuông bên kia nó hơi thấp, cái không đẹp. Nhấn góc lại cái nó vuông mà nó thẳng băng nè, nó phải chính xác mới được. Nó xong hai góc rồi đó.
Rồi bây giờ thì cái vòng cổ trước cổ sau đã xong thì ở sau này mình sử dụng cái khoen kết kết giờ. Tại vì khi mình khoét cái giọt mưa đó đó là không phải là mình vẽ cái giọt mưa lên, giọt nước nó lên đụng ngoài, nhưng mà khi mình qua cổ 7 rưỡi xuống 7 rưỡi là mình đã vào 1 phân rưỡi rồi, mình mới móc cái giọt nước xuống, là cái trong khi đó là hai cái mí đó nó sẽ hở ra nghe các bạn, nó hở ra rồi mình kết cái này vô. Cái áo này nó ngược đời hơn ta, mình trang trí, người ta trang trí ở phía trước, còn này mình trang trí sau lưng nè. Nó đặc biệt hơn. Rồi xong rồi thì mình lại mối lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.